Bắc Hà Sù. Cặp Bắc Hà trắng đực cho bản. Cái là cho bản về xuôi một đời. Đây. Cho mọi người ngắm cái cặp này. Đấy. Con cái này là con của cái cặp Bắc Hà trắng đầu tiên mà mình bắt về của lứa trước, cách đây 1 năm, bây giờ là nó tròn 1 tuổi rồi. Đó. Cặp này thì đợt này cho ghép với nhau. Rồi. Nhìn này. Bông ơi. Em lau này có cái đuôi bông lau. Tên là bông luôn. Thế là nhà có 2 con tên là bông. Một con bán đi cho chủ cũng gọi là bông. Con ở nhà cũng đặt tên là bông. Con chó khi mà gần chúng nó thì chúng nó nhớ chủ rất là lâu. Như con cái này là coi như là từ lúc bán đến bây giờ mới gặp lại nó ấy. Là nó chủ động nó ra nó quấn luôn đó. Đó. Cái màu của em đực này thì nó là màu trắng theo kiểu là ngả vàng. Chân là xác định màu ở chân nó là màu trắng. Trên người thì nó lại là theo kiểu trắng ngả vàng nhạt đó. Màu con đực với màu con cái nhìn nó khác nhau. Nhìn màu con đực và màu con cái độ trắng của nó khác nhau này. Đó, nhìn màu trắng nó khác nhau. Nhưng mà mình phát hiện ra một điều là rất nhiều người thích cái kiểu màu trắng của cái con đực này. Trắng phớt vàng này. Thích cái kiểu màu này. Bông ơi, bông. Ra đây. Nào. Hai đứa. Anh kia cơ. Quay đây. Tất nhiên chủ nó gọi nó quấn rồi, nhưng mình là chủ cũ, mình nuôi nó một thời gian ngắn là nó vẫn nhớ mà. Nào. Bông đâu rồi? Nào. Bông. Lau. Chơi thế thôi. Ra đây. Đây. Săn gà. Nào. Bông đâu rồi? Bông. Rồi. Rồi ngoan, ngồi lên đây chứ nó cho nó chạy lăng xăng chứ chạy ra rãnh hay bẩn hết. Đây cho mọi người ngắm con bông một tí. Đây là con của Queen với King. Gần đi. Con của Queen và King. Đấy. Nhìn đã đủ mê chưa? Đấy. Khi mà nó dinh dưỡng đầy đủ là nó như thế này. Đấy. Lông này, bầm lưng bầm cổ này. Đuôi thì đợt này nó thay lông nó còn chưa mọc lại cái lông đuôi đâu. Đó. Đây là con cái của nhà nhân giống ra. Con cái màu trắng của cái đàn 6 con cách đây 1 năm. Một số bạn ở cái đàn đấy là muốn bắt chó nhưng mà hết chó rồi, vì là cái đàn đấy là mình giữ lại 4 con để giữ giống. Bán đi 2 con là có con này và 1 con nữa là mọi người dặn từ cái lứa trước rồi, cho nên là để cho mọi người đây. Đây là con đực với con cái đây, 2 con ở sát đây luôn. Con lau đâu? Lau ra đây, lau lau nào. Đuôi của nó, con bông này, cái đuôi của nó còn chưa ấy hẳn, chưa mọc lại đủ lông hẳn. Ở cái dải bầm ở trên lưng của nó thì đủ rồi. Thích đây, quay tí nữa đã. Đó. Con chó ta, con Bắc Hà, bên này con mông cọc, mà cái thần kinh của nó tốt, nó phải thuần người như thế này. Và nó quấn chủ. Đây nhá, là chủ này là như mình ấy, là chỉ là cái lúc bé nó đến 2 tháng thôi,
là chăm nó, và mình không phải là người chăm chính, mà thỉnh thoảng sang thăm chúng nó vài ngày, sang thăm chúng nó một lần, chơi với chúng nó một tí, là bây giờ nó vẫn nhớ, gọi nó vẫn ra. Thì nếu mà chăm liên tục nó thì nó sẽ còn quấn hơn nhiều. Nếu mà đồng thời mình là cái người chăm hoàn toàn ở trong cái quãng thời gian 2 tháng lúc nhỏ nó thì nó sẽ quấn hơn nhiều. Nhưng đây nó đã quấn rồi, gọi nó lại rồi. Nó nhớ, nó vẫn nhớ. Còn chủ nó bây giờ thì thôi, là chủ đi đâu thì chó đi đấy, nó bám chủ, nó quấn chủ. Con chó ta mà cái thần kinh của nó tốt nó thế. Ok đi. Sắp hết thời lượng rồi. Rồi, cho mọi người quay ngắm cái cặp này thêm tí nữa. Cặp này là sẽ ghép với nhau. Hôm nay là còn chưa đến ngày. Phần này trước cái chỗ rậm rạp. Đó. Có ai thích cái kiểu như em Đực này không? Ai thích cái kiểu lông kiểu mặt như em Đực này không? Đó, một con trắng. Chả có con nào tắm rửa gì đặc biệt cả. Nhưng con Đực kia thì nó chưa thay lông một cái lần toàn diện ở dưới. Từ ngày về trại nó chưa thay lông một cái lần toàn diện nào cả, nên là chưa biết là cái màu lông của nó sau khi nó thay xong hoàn toàn một lần thì nó sẽ như thế nào. Cái thì màu trắng là tuyệt vời luôn rồi. Nhà mà nuôi một cặp chó trắng này, nhà nào mà có cái khoảng không gian mà nuôi một cặp Đực cái Bắc Hà Xù này màu này thì tuyệt vời luôn, hoặc là nuôi một Đực ghép với hai cái ba con sang con nhà bà Chảnh luôn, dù là chó ta đẹp hết ý. Mà cái giống Bắc Hà này thì nó nhìn chung là nó là cái giống chó ta, nó ở rất là sạch. Chó ta thì nó có một cái lợi thế của nó là nó ở rất sạch, ở sạch sẽ, dễ nuôi. Thả ra cùng với gà vịt thì chúng nó không săn, hầu như là tự nhiên của chúng nó không săn gà vịt. Đấy là hầu như. Đó, em cái này thì em cái của trại này theo cái phả của con bố và con mẹ thì biết trước, từ bé là biết trước nó sẽ là một cái con cái mà khung của nó là khung to. Cái là đều sẽ là ở cái mức cân là khi trưởng thành là kiểu gì nó cũng phải khoảng tầm 23, 22, 23, 24 cân. Kiểu gì khi mà nó trưởng thành rồi nó cũng ở mức cân đó. Em Đực này thì bắt về lúc em nó khoảng tầm 7 tháng gì đó, 7-8 tháng. Nó cũng bị nhỡ mất một cái quãng lớn của nó rồi. Nên là so với một em Đực mong muốn thì nó vẫn còn đang hơi nhỏ một chút. Em Đực mà nó lên thêm được khoảng tầm 3-4 cân nữa thì hết ý. 3-4 cân nữa thì hết ý. Nó bây giờ nó vẫn là cái con ngoài 20 cân đó. Có lẽ nó bây giờ nó khoảng tầm với cái trạng này, có lẽ nó khoảng tầm 22 cân tầm đấy. Nó được 27, 28 cân. Thì đẹp. Nhưng mà như thế này nó cũng là ok lắm rồi. Nó gọi là tuyệt con nhà bà vời rồi. Lâu ơi. Cái con Đực này cái mặt của nó nhìn nó rất là lanh. Nhìn cái mặt của nó rất là lanh. Và cái bộ đuôi của nó thì rất tốt. Đó. Thần kinh thì tuyệt vời luôn, cực kỳ thuần người luôn.
nhanh nhẹn, nhanh thoăn thoắt luôn. Nhìn cái dáng di chuyển của nó. Ok, mọi người mà thích bắc hà sù trắng thì có thể là chờ cái cặp này nhá. Chờ cái cặp này. Chắc không có gì thay đổi thì 3-4 ngày nữa sẽ đến ngày ghép cặp. Này thì chưa. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chỗ nào đánh dấu, mải mê đánh dấu. Lao. Lao ơi. Ok. Quấn đấy. Cái dậy bầm lưng tuyệt vời luôn này. Đấy. Được thì được cái đuôi tuyệt vời luôn.